Thưa quý vị, vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Liên sinh năm 1963, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử, Quảng Ninh, vẫn đang thu hút quan tâm đặc biệt của dư luận. Sự trở về của bà Liên được nhiều người cho là kỳ tích, xưa nay hiếm gặp, bởi lẽ chỉ có một túi bánh gạo trong tay, một chai nước. Bằng kỹ năng sinh tồn của bản thân, bà vẫn cầm cự được qua suốt một tuần lễ giữa điều kiện thời tiết mưa gió, mây mù ở núi rừng Yên Tử. Câu chuyện một lần nữa cho thấy việc trang bị các kỹ năng sinh tồn luôn là điều cần phải cập nhật mỗi ngày với bất cứ ai, ngay cả với người có tuổi. Đây là vị trí bà Nguyễn Thị Bích Liên, sinh năm 1963, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị rơi xuống vực sau khi đi lễ ở Chùa Đồng hôm 27 tháng 4 vừa qua. Khoảng cách từ lan can xuống vị trí bà Liên gặp nạn khoảng 35 đến 40 mét. Thời tiết mưa gió, mây mù ở Yên Tử khiến cho những tiếng kêu cứu của bà trở nên vô vọng. Để sinh tồn được trong 7 ngày, bà Liên cho biết mình đã tự tìm thức ăn. Ngoài cơm cháy ăn dở và chai nước mang theo, bà còn hái thêm lá dương sỉ, củ lạc tiên để ăn. Bà cũng tìm những chai nước thừa bị du khách vứt xuống rồi đổ dồn vào một chai sạch để uống. Lấy mấy cái cành tre khô đấy, thì là cứ chọc vào cái đống nước ăn thôi. Đó, thế là tìm được cái nào rồi thì là nhặt nó sang. Nhặt nó sang thì cái chai nào bẩn thì để rửa. Cô ăn ít thôi nhưng cô lại không cảm thấy đói nhiều và không cảm thấy khát nhiều. Lúc nào khát thì nhấp một tí, chứ mình không dám uống nhiều. Không dám ăn nhiều tại vì mình phải bảo là thức ăn không có, thực phẩm không có thì mình phải ăn ít một để dạ dày nó co lại. Đấy. Thì khi nào dạ dày nó cuộn một tí thì lại ăn một tí để cho nó có một cái co bóp. Đến sáng ngày 3 tháng 5, khi đi tuần tra kiểm soát tại khu vực Chùa Đồng, anh Nguyễn Minh Thuận đã nghe tiếng kêu cứu của bà Nguyễn Thị Bích Liên từ dưới vực sâu. Anh Thuận cùng anh em xác định vị trí rồi đến mép vực phía tây nam Chùa Đồng để triển khai tìm kiếm nạn nhân. Một người đu dây từ trên mép vực thả xuống, hai người tìm đường đi bộ xuống khu vực phát ra tiếng kêu. Tôi cho đó một cái kỳ tích. Nói thật ra nói như trước đây những cái vụ tai nạn mà ở dưới cái khu vực thường đấy là có 4 vụ. Nhưng mà từ khi bắt đầu là Chùa Đồng là tôi về công tác Yên Tử là có đến thấy 4 vụ, là vụ này là vụ thứ tư. Nhưng mà nói được chị này chính là cũng may mắn là rơi làm sao vào đúng cái vị trí mà cỏ mềm chứ không coi như bị chấn thương gì chị. Thế là khi mà anh em tôi cứu được lên, nói thật tôi bản thân tôi cũng không thể hình dung được là tại sao đưa được chị lên mà lại chị coi là lành nặng đến như thế. Là người trực tiếp đu dây từ trên mép vực xuống chỗ bà Liên gặp nạn, anh Nguyễn Quyết Thắng đánh giá cao những kỹ năng sinh tồn mà bà Liên sử dụng để vượt qua quãng thời gian bị ngã xuống vực sâu. Theo anh, với những người thiếu kinh nghiệm, rất khó có thể sống sót trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như ở Yên Tử, nhất là vào buổi đêm. Kỹ năng sinh tồn của cô là quá tuyệt vời. Lúc em xuống thì gặp cô trong trường hợp là cô là đang lấy áo mưa để cô mặc và cô trùm người để giữ thân nhiệt, mới cả thứ hai là tránh cái tình trạng bị sương ướt vào người để giữ thân nhiệt của mình. Sau sự việc này, đại diện Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, mỗi người dân cần phải tự trang bị các kỹ năng sinh tồn để có thể tự xử lý nếu như chẳng may rơi vào trường hợp nguy hiểm. Kỹ năng sinh tồn của công dân, của người dân, đặc biệt là thông qua như bà Nguyễn Thị Bích Liên thì chúng tôi thấy rằng là trong cái tuyên truyền vận động nhân dân để coi là tăng cường thêm cái kỹ năng sống thì được nhiều hơn nữa, vì coi là chính bà Nguyễn Thị Bích Liên đã coi là trao đổi lại với chúng tôi rằng đã coi là nhặt nhạnh những cái gì có thể ăn được, dùng những cái cây cối mà có thể là coi là sử dụng được, đấy là một cái, và ăn thì coi là cũng phải chia ra từng ngày từng giờ để coi là tồn tại, xem đến coi là thời điểm nào. Và cũng rất là may trong cái cách của bà Nguyễn Thị Bích Liên là đã coi là giữ được một cái khoảng thời gian 7 ngày 6 đêm để coi là tồn tại. Sự trở về của bà Liên đến thời điểm này vẫn là điều kỳ diệu với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bà Liên để vượt qua cửa tử. Trang bị kỹ năng sinh tồn là điều mà mỗi người cần phải trang bị đầy đủ và càng sớm càng tốt.